가족 여러분 안녕하십니까? 이 비행기는 곧 대한민국에 착륙합니다. 대한민국의 심장 서울에서 승객 여러분들의 티를 찾아보시기 바랍니다. 감사합니다. 서울라. 내가 서울에서 보여주고 싶은 티는 chẳng phải tự nhiên Seoul trở thành một điểm đến hấp dẫn đến thế. Thành phố này mang cho mình một sức hút rất riêng, rất đặc biệt mà phải tự trải nghiệm mới cảm nhận được. Giữa một thành phố bận rộn thế này, những chuyến tàu, chuyến xe vẫn chính xác đến từng phút. Phương tiện di chuyển đều thanh toán qua chiếc thẻ giao thông, miễn phí đổi xe, đổi tàu trong nửa tiếng. Tất cả mọi thứ đều rõ ràng, cho mình một cảm giác thực sự an tâm nhất định khi di chuyển tại đây. Seoul còn là sự đan xen hài hòa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Mặc hanbok truyền thống, thăm cung gyeongbok. Rồi rẽ sang làng cổ Hanok, cảm giác như đang thực sự sống chậm lại, tách biệt với nhịp sống bận rộn của thủ đô, một trải nghiệm thực sự không được phép bỏ qua khi đến đây. Tiếp theo là Gwanghwamun, nơi lưu giữ lịch sử của đất nước. Rồi kết thúc chuyến du hành thời gian bằng bộ đồng phục học sinh thời xưa. Nhìn thấy bộ đồng phục, bỗng dưng lại thấy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cái thời đi học. Seoul còn là nơi để trải nghiệm ẩm thực của Hàn Quốc. Món thịt nướng nổi tiếng, thực sự nghe thôi là chưa đủ. Mì gói và bia gà trong những buổi cắm trại bên bờ sông Hàn. Và không thể bỏ qua kim chi truyền thống của Hàn Quốc nữa. Seoul còn là những khu công viên giải trí đầy thú vị. Với những máy chụp hình thế này ở khắp nơi, người trẻ ở Hàn rất thích chụp những tấm hình thế này rồi mang về dán trong phòng, lưu giữ như những kỷ niệm của cuộc đời. Tiếp đến là trải nghiệm khu trò chơi thực tế ảo ở Hongdae, khu phố vốn đã quá nổi tiếng với sự sôi động của giới trẻ Hàn Quốc. Còn là khung cảnh hào nhoáng, tráng lệ về đêm mà có lẽ sẽ trở thành hình ảnh không thể nào quên trong chuyến du lịch lần này. Dù rất tiếc, nhưng chắc cũng đã đến lúc phải quay về rồi. Tạm biệt Seoul, tạm biệt Hàn Quốc.